Phim điện ảnh Cám đến từ ekip Tết ở làng địa ngục và Kẻ ăn hồn do bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân thực hiện. Phim là dị bản kinh dị lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng Tấm Cám, đã chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 20 tháng 9. Từ buổi giao lưu với giới truyền thông, Cám thu hút sự quan tâm khi nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ mỗi ngày trên phim trường, diễn viên Lâm Thanh Mỹ sử dụng một mặt nạ hóa trang khoảng 2.000 đô la Mỹ. Tổng số mặt nạ cô sử dụng trong quá trình quay phim là 19 chiếc mặt nạ, tương đương 38.000 đô la Mỹ, gần 1 tỷ đồng. Chiếc mặt nạ này giúp diễn viên Lâm Thanh Mỹ thủ vai Cám có tạo hình gây ấn tượng mạnh tới khán giả. Sau 2 ngày ra mắt, xoay quanh những câu hỏi về thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải, cũng như hồi kết chưa thỏa mãn được người xem, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với nhà sản xuất Hoàng Quân, dàn diễn viên bộ phim. Đối với Quân thì cái thông điệp quan trọng nhất ở trong phim Cám đó là tình thương. Quân nghĩ là cái thông điệp tình thương này nó vô cùng là giá trị, bởi vì khi mà có tình thương thì mọi thứ nó sẽ được trôi qua một cách nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không đối diện với những vấn đề của mình, chúng ta không có tình thương thì chắc là chúng ta sẽ trả giá đó. Bên cạnh đó, việc đầu tư phục trang trong phim cũng góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp cho bộ phim. Những bộ trang phục trong phim lấy cảm hứng từ phục trang ở giai đoạn cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn do chuyên gia phục trang Na Bông Chua thực hiện. Với thiết kế của họa sĩ Duy Văn và tư vấn từ nhà nghiên cứu sử học Phan Thanh Nam, hay còn gọi là Ám Chè. Quân nghĩ là dù là phim cổ trang hay là phim hiện đại á, thì cái chất Việt Nam ở trong phim rất quan trọng. Mọi người xem phim, mọi người phải hiểu được đây là một bộ phim của người Việt làm, về người Việt. Thì Quân nghĩ cái điều đó rất là quan trọng. Khán giả trong nước chính là người cho mình cơ hội được làm phim, và Quân mong muốn thuyết phục khán giả Việt Nam trước và sau đó thì mang bộ phim đó ra thuyết phục khán giả quốc tế. Rima Thanh Vi cũng cho biết cô tự hào khi diện trên mình cổ phục Việt Nam trong dự án phim kinh dị Cám. Mỗi khi mà Vi được mặc cổ phục, Vi cảm thấy rất là hồi hộp. Vi cảm thấy trong người mình tràn đầy năng lượng. Và Vi nghĩ đây cũng là một cái nét rất là hay khi mà cổ phục được đưa lên phim. Nếu để so sánh về phim 10 thì đối với Vi đó là hay và diện hoàn toàn khác nhau. Nhưng Vi nghĩ là nặng hơn đó, vì tấm lần này là Vi phải diễn hai nét hoàn toàn khác nhau. Một nét là rất là hiền lành, hiền thục, yêu thương em, chăm sóc cho em. Còn một nét thì rất là ác, rất là mưu mô, hơi xảo trá. Còn nếu như mọi người muốn biết nó như thế nào thì mọi người hãy ra rạp để xem phim nhé. Thật ra đối với Vi đó là một scene khá là mạo hiểm. Vi không biết là mọi người sẽ đón nhận theo hướng tích cực hay là tiêu cực. Mà đối với Vi thì dù là tích cực hay tiêu cực, đó cũng là một trong những cái ý đồ và sự cố gắng của toàn thể ekip làm nên cái scene đó. Nó không chỉ riêng về bản thân Vi, bất kỳ bộ phim nào và vai diễn nào cũng cần có thêm nhiều sự thú vị, bứt phá để tạo thêm điểm nhấn cho nhân vật và làm cho bộ phim thú vị hơn. Chia sẻ về cảnh quay mà em cảm thấy ấn tượng nhất thì chắc là cảnh quay với anh Bờm ở gần cuối phim. Cái cảnh đó cũng là cái cảnh mà em đã đi casting cho cái vai Cám, và từ lúc đi casting thì cũng đã cảm thấy là cái cảnh quay này mình sẽ mất rất là nhiều sức, mình sẽ phải diễn rất là nhiều nét diễn khác nhau. Xem ở trong rạp thì em cũng cảm thấy là mình rất là hài lòng về cái cảnh quay đó. Em đã đọc qua kịch bản rồi cho nên là mình cũng sẽ biết được cái kết nó như thế nào. Nhưng mà có một cái phần kể chuyện ở cuối phim thì đó là một cái phần mới mà các diễn viên mới chỉ biết gần đây thôi. Và em nghĩ là đây là một cái kết mà em nghĩ là cũng không chỉ em mà cũng sẽ làm cho nhiều khán giả cảm thấy hài lòng với cái kết của phim Cám. Chỉ một ngày Cám ra rạp trên toàn quốc, ekip thông báo phim sẽ thực hiện phần 2 mang tên Tấm Cám Kinh Dị, Hoàng Cung Dị Truyện. Tập 1 Rap Việt 2024 đã chính thức lên sóng vào tối ngày 21 tháng 9 với chủ đề phá bỏ mọi giới hạn. Rap Việt 2024 mong muốn các thí sinh sẽ dám thử thách mình với những điều mới mẻ, bứt phá hơn. Huấn luyện viên Rap Việt mùa 4 gồm có Big Daddy, Karik, Suboy, B-Ray, Justati, Thái Vitri là giám khảo cố định và giám khảo khách mời vòng chinh phục là rapper từ Thái Lan F-Hero. Mang đến bản rap thế thôi, Seven Dim Night dùng những từ ngữ địa phương đậm bản sắc của người dân Nghệ An và miền Trung để chinh phục dàn huấn luyện viên, giám khảo. Bản rap hoàn toàn chinh phục khán giả với sự mộc mạc, chân phương của người con xứ Nghệ. Và câu chuyện phấn đấu vượt qua khó khăn của thí sinh này cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Giám khảo khách mời là rapper F-Hero, bất ngờ trước kỹ năng rap của Seven Dim Night. F-Hero chia sẻ,
Hip hop cũng là cách để chúng ta truyền tải câu chuyện của mình. Và đặc biệt hơn là 7D9 kể chuyện trên một bài nhạc mang đậm chất văn hóa vùng miền, làm cho mọi người đều hiểu và yêu thích nó hơn. Ở Thái Lan có một câu không nơi đâu bằng ở nhà và F Hero hạnh phúc khi thấy 7D9 trở về Việt Nam và truyền cảm hứng cho mọi người. Kết quả 7D9 về đội huấn luyện viên Big Daddy. Thùy Dung, rap name Sayda, liều lĩnh sử dụng sample ca khúc nổi tiếng trong chương trình Anh Trai Say 2 là Hào Quang. Cô tận dụng giọng hát mang đậm màu R&B cùng hai ca sĩ hỗ trợ là Pháp Kiều và Dương Domic, mang đến phần thi Tại Sao Vậy nhiều cảm xúc. Với Sayda, huấn luyện viên Big Daddy và Karik tung nón vàng thể hiện sự quyết liệt mong muốn mang Sayda về đội. Và ban đầu nữ rapper chọn Karik. Tuy nhiên điều bất ngờ được MC Trấn Thành cho biết, Sayda chính là lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên Suboy. Nên Sayda nghiễm nhiên về đội của huấn luyện viên Suboy theo luật chơi từ chương trình. Bên cạnh đó, việc Tiêu Minh Phụng, một nghệ sĩ cải lương, diễn viên, tham gia rap Việt, tạo nhiều tranh luận từ khán giả và được đánh giá là nhân tố cần thời gian để chứng minh khả năng trước công chúng về khả năng rap. Tiêu Minh Phụng về đội của huấn luyện viên Karik. Tối ngày 21 tháng 9, chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 với chủ đề Bản sắc miền di sản diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Sau khi đồng diễn trang phục bản sắc quê hương và hô tên, 40 thí sinh trình diễn áo tứ thân. Top 15 được chọn tham gia phần thi Người đẹp quảng bá du lịch, giới thiệu những vẻ đẹp bản sắc văn hóa đặc trưng quê hương trong 30 giây. Các người đẹp cũng tiếp nối thi trình diễn bikini để chọn ra top 10 vào phần thi Người đẹp dạ hội, chọn top 5 thi ứng xử. Chung cuộc, Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 gọi tên Võ Cao Kỳ Duyên, sinh năm 2005, đến từ thành phố Hải Phòng. Kỳ Duyên hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Cô cũng chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2025, Hoa hậu siêu quốc gia. Vậy là chưa đầy một tháng có đến hai người đẹp tên Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu. Trong khi đó, người đẹp Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu Á hậu 1, sẽ dự thi The Miss Glow Hoa hậu Hoàn cầu 2024. Phạm Hoàng Thu Uyên đoạt danh hiệu Á hậu 2, sẽ dự thi Miss Tourism World Hoa hậu du lịch thế giới 2024. Đêm trình diễn trang phục dân tộc của Miss Cosmo 2024 đã diễn ra tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình. Vào tối ngày 19 tháng 9, chứng kiến màn tranh tài của 56 đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới đã mang đến một đêm thi tôn vinh vẻ đẹp độc đáo và đa dạng của các nền văn hóa. Đây cũng là hoạt động chính thức đầu tiên của Miss Cosmo 2024 để các thí sinh thể hiện bản thân trước công chúng. Tại đây, Bùi Xuân Hạnh, đại diện của Việt Nam tại Miss Cosmo 2024, ghi ấn tượng khi giới thiệu bộ trang phục Tí Hỷ do nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo thực hiện. Bộ trang phục nặng đến 50kg, được lấy cảm hứng từ bức tranh đám cưới chuột của làng tranh dân gian Đông Hồ. Tí Hỷ truyền tải thông điệp về nghệ thuật truyền thống bền vững, không chỉ bảo tồn mà còn có sứ mệnh kế thừa và phát huy, mang văn hóa Việt Nam quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế. Ngay sau đêm trình diễn trang phục dân tộc, fashion show Hello Cosmo from Vietnam hợp tác với nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng đã diễn ra tại đảo Khề Cốc thuộc khu quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình vào chiều ngày 20 tháng 9. Trong mỗi mùa tổ chức, show trình diễn đầu tiên được xem là lời chào đặc biệt từ quốc gia đăng cai, lần này là Việt Nam. Hơn 60 bộ trang phục được đại diện các nước thể hiện trên sàn diễn là những thiết kế thời trang mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét Việt. Show diễn thành công giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Thu Phương, Mỹ Linh, Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh, Thảo Trang, Du Lê, Xuân Nghi, Mia, Hạnh Sino, Thúy Hiền, Tumi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng và Thu Ngọc là những chị đẹp xác nhận tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Năm chị đẹp tiếp theo được công bố vào tối ngày 20 tháng 9 là vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, dancer Mai Tinh Vi, ca nương Kiều Anh, streamer Misty. Hot girl Taekwondo Việt Nam, chị đẹp Châu Tuyết Vân sẽ là một ẩn số thú vị. Cô sở hữu bản thành tích khủng gồm 6 huy chương vàng liên tiếp tại SEA Games, 8 huy chương vàng liên tiếp cho giải vô địch thế giới, 5 huy chương vàng liên tiếp ở giải châu Á và 1 huy chương vàng Đông Nam Á. Châu Tuyết Vân còn là một trong 10 đại sứ thể thao ASEAN.
Nói về hành trang mà bản thân mang đến Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Châu Tuyết Vân chia sẻ: "Đối với việc thi đấu thì thứ hạng đối với tôi rất quan trọng. Nhưng với sân chơi Chị Đẹp, tôi đến để mang một màu sắc mới và tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể học hát, học nhảy. Tôi sẽ cố gắng hết mình, còn đi được đến đâu thì phụ thuộc vào tình yêu thương của khán giả." Còn ca nương Kiều Anh là truyền nhân thế hệ thứ 7 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời về ca trù. Chị Đẹp Kiều Anh mong muốn nhìn thấy được sức mạnh của 29 chị đẹp còn lại trong chương trình, cảm nhận được ý chí, từ đó đúc kết và nung nấu ngọn lửa nghệ thuật của bản thân. Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Ngọc Thanh Tâm cho biết cô đã được mời từ mùa 1, nhưng lúc đó chưa đủ tự tin vì âm nhạc không phải sở trường của nữ diễn viên. Nhưng sau khi nhìn những người bạn của mình tỏa sáng, thay đổi và chia sẻ rất nhiều sau khi tham gia chương trình như chị Uyên Linh, Hà Kino, thì bản thân cô lại thấy rất hứng thú. Ngọc Thanh Tâm rất hy vọng bản thân sẽ tìm ra và giới thiệu được đến khán giả một hình ảnh rất khác của chính mình mà khán giả đã quen thuộc. Ca khúc Đi Tìm Tình Yêu trở thành cú hit tiếp theo trong âm nhạc của Mono. Giữa làn sóng âm nhạc bùng nổ của các game show, Mono vẫn tự tin ra mắt bài hát mới và nhận về nhiều thống kê ấn tượng. Đi Tìm Tình Yêu có gần 5 triệu lượt xem sau 3 tuần và vẫn duy trì được vị thế trong top 10 trending YouTube. Thừa thắng xông lên, Mono ra mắt bản Dance Performance cho Đi Tìm Tình Yêu. Vào tối ngày 18 tháng 9, những vũ điệu popping và locking dance được thể hiện tối đa. Đây vốn là những động tác thường xuyên được thực hiện bởi những dancer chuyên nghiệp. Cả locking và popping đều là những vũ điệu phức tạp, đòi hỏi kỹ năng cao. Mono cho biết bản thân mất hơn 1 năm để tập luyện popping và locking dance trước khi mang những tổ hợp từ các bộ môn nhảy này vào Đi Tìm Tình Yêu. Locking dance vốn là một điệu nhảy của hip hop old school, có lịch sử rất lâu đời và là những tổ hợp mang đậm phong cách phóng khoáng và vui vẻ. Việc Mono dám thử sức mình ở một dòng nhạc, một phong cách độc và lạ cho thấy khao khát phát triển bản thân của nam ca sĩ sinh năm 2000. Tuần qua, các chương trình truyền hình thực tế cũng có nhiều điểm nhấn thú vị. Trong đó, tại tập 8 của Nhà Mình Có Nhau vào tối ngày 15 tháng 9, gia đình Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt đến Huế, quê hương của Lâm Vĩ Dạ. Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ việc muốn mở một đêm văn nghệ miễn phí cho người dân ở Huế. Trong tập này, còn có sự tham gia của vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm cùng con trai là bé Bảo Bảo. Còn ở tập 7, sau nhập ngũ lên sóng vào tối ngày 17 tháng 9, 8 nghệ sĩ nữ được huấn luyện nội dung boxing và được phân thành hai đội thi đấu đối kháng. Trong đó, cặp thi đấu đầu tiên là Thùy Tiên và Jun Vũ. Cả hai đều đã từng luyện tập boxing nên có thể khá cân tài cân sức. Tuy nhiên, chỉ sau một hiệp, Thùy Tiên đã bị đuối sức. Trước đó, cô đã bị chấn thương nhẹ ở chân, do đó không còn sức chiến đấu. Bước sang hiệp thứ hai, Thùy Tiên đã bị ngất xỉu khiến đồng đội ai nấy đều lo lắng. Cô nhanh chóng được quân y cùng các đồng đội chăm sóc chu đáo. Nội dung tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 tối ngày 21 tháng 9 chứng kiến khoảnh khắc Hà Lê và Kiên Ứng được hồi sinh. Đồng thời, hai nhà mới cũng được thành lập để chuẩn bị cho công diễn năm. Ngoài ra, Phan Đinh Tuần, Tuấn Hưng là hai cái tên không nằm trong chiến lược của hai thủ lĩnh mời thành lập nhà. Với việc không nằm trong sự lựa chọn ngay từ đầu, Tuấn Hưng chia sẻ: "Có thể giọng hát của Hưng được nhiều người yêu thích, nhưng chưa chắc Hưng là một con người hoàn hảo hay quan trọng trong một tập thể. Không trách ai được cả. Đó là một bài học đến tận bây giờ. Hưng vẫn luôn cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có để cố gắng cùng anh em cống hiến và tiếp tục cháy hết mình."